Chào các bạn nhé, hôm nay mình đi xuống hẳn nước để quay video luôn. Này xuống hẳn sông quay video máy xúc cho bạn xem luôn. Trên bờ kia đang một con cần siêu dài luôn. Con này cần dài khoảng 18 mét các bạn. Ở đây là anh bạn xúc lốp. Máy xúc lốp của Matsu của đang xúc bùn lên xe. Khu vực này gọi là đại công trường luôn. Rất nhiều máy xúc. Đằng kia có hai con cần dài. Đang làm cái kè sông các bạn, là một anh nhìn đang ghế đỗ trên farm ngồi chơi không ở đây luôn, đang cố. Đây, hôm nay mình đi xuống dưới tàu đây để quay video từ dưới nước luôn, gió hơi to. Bạn cần siêu dài như đang thì cậu bạn đặt được ạ. Ở kia là con máy xúc lốp, máy xúc lốp có một xù máy lốp xuống đất trên chiếc hổ vồ, à không ạ, con Hoàng Huy các bạn. Đây một anh bạn nữa, cô mất xù bánh xích thì đang nằm trên phao ngồi chơi đây, câu cá bằng máy xúc đây. Bạn kia ngồi trên phao là cô mất xù chủ ba. Đây là Komatsu máy nốt 140 nha các bạn nhé. Đây là anh cần dài siêu dài siêu thua, cần mặt này dài khoảng tầm 18 mét đấy các bạn, đứng cực xa để quay cái hết bạn này. Bạn này chuyên làm nước mặn đấy, nằm dưới biển. Xúc xong xe rồi các bạn. Hôm nay bạn này đang dùng gạt để gạt đấy. Quay xa đi nhỉ, khá xa đi. Mở thì anh bạn ấy đang đổ bèn đi, ô tô đang đổ bèn ngoài kia. Thì ô tô anh bạn Cadillac đấy các bạn, siêu xe luôn. Đây đang nằm ở dưới sông rồi. Bạn nào có thích ra đây đi câu cá mình đi, đây rất nhiều cá đối luôn, cá đối là gì đánh lưới.